Thực hư Ngọc Huyền bị đề nghị tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Nghệ sĩ cải lương Ngọc Huyền, một ngôi sao cải lương thập niên 1990, vừa được cấp phép hoạt động tại Việt Nam sau 14 năm định cư ở hải ngoại. Ngọc Huyền sẽ xuất hiện với vị trí huấn luyện viên trong chương trình truyền hình thực tế Danh Ca Vọng Cổ. Tuy nhiên, khi biết tin Ngọc Huyền ngồi ghế giám khảo, nhiều người đang khá bức xúc vì cho rằng cô từng có lỗi lầm trong quá khứ. Trước đây, Ngọc Huyền là một cái tên khá nổi tiếng, từng được mệnh danh là nữ hoàng chi bảo video. Với bảng thành tích ấn tượng gồm 2 huy chương vàng hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc 1990-2000, huy chương vàng giải Trần Hữu Trang 1991, diễn viên được yêu thích nhất của nhiều cơ quan báo chí, giải Mai Vàng 1995-1997-2002 và danh hiệu nghệ sĩ ưu tú 2001. Là một giọng ca tốt, triển vọng và khi đang ở trên đà sự nghiệp đỉnh cao thì Ngọc Huyền chuyển hướng sự nghiệp sang hải ngoại sau khi lấy chồng và định cư tại Mỹ. Tại đây, Ngọc Huyền đã hát những ca khúc có nội dung không hay về Việt Nam trên sân khấu Asia. Cô bị đề nghị tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú vì lẽ đó. Một người đã có những hành động không đẹp về quê hương, nay lại ngồi ở vị trí giám khảo, có phần dạy dỗ và uốn nắn học trò của mình, thì có nên tiêu chí nào để cấp phép cho Ngọc Huyền về nước để làm giám khảo? Ông Nguyễn Đăng Trương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết, vấn đề liên quan tới Ngọc Huyền thì cơ quan quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và An ninh đều nắm rất rõ, thực hiện nghị quyết 36 của Ban Bí thư về vấn đề đối với Việt Kiều. Trong thời gian qua, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã xin ý kiến cơ quan chức năng để cho phép nhiều nghệ sĩ đã mắc những lỗi ở nước ngoài về nước biểu diễn như Khánh Chi, Chế Linh, Thanh Tuyền, Bằng Kiều, v.v. Sau khi có văn bản xin của Ngọc Huyền, thì Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch có chỉ đạo cục xem xét để cấp phép cho Ngọc Huyền. Chúng tôi đã xin ý kiến các cơ quan chức năng và nhận được sự đồng ý nhất trí với trường hợp này vì lỗi lầm của Ngọc Huyền cũng xảy ra khá lâu, hơn chục năm rồi, người ta cũng ăn năn hối cải. Còn việc cô ấy từng bị đề nghị tước danh hiệu nghệ sĩ ưu tú thì đó là do lúc đó dư luận bức xúc việc cô ấy biểu diễn trong chương trình Asia. Báo chí nêu vấn đề là đề nghị, chứ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chưa nhận được văn bản nào đề nghị tước danh hiệu của cô ấy. Hiện tại cô ấy vẫn là đương kim nghệ sĩ ưu tú. Thông tin cô ấy bị tước danh hiệu năm 2005 là không chính xác. Hà Thanh Xuân bị bắt vì nhất quyết không trả tài sản cho Vua Cá Coi. Hà Thanh Xuân nhận được đơn triệu tập từ công an, không ai khác chính là Vua Cá Coi là người báo án. Từ ngày ly hôn đến tận bây giờ, Vua Cá Coi vẫn chưa nhận lại được số tiền mà Hà Thanh Xuân giữ của anh. Rất bức xúc nên Vua Cá Coi lên công an trình bày can thiệp lấy lại số tài sản của mình. Hà Thanh Xuân tại đồn công an lấy lời khai, cô nhất quyết không, vì đấy là số tiền cô đáng ra phải được hưởng. Từ ngày lấy ông ta, tôi vỡ mộng hoàn toàn, là vợ chứ không phải Oisin mà bắt làm mọi thứ. Rất buồn nên cuộc hôn nhân này tôi phải ráng chấm dứt từ sớm, nếu để lâu và ráng giữ mối quan hệ tôi e rằng mình bị trầm cảm. Còn về số tiền đó tôi phải là người được hưởng vì chịu quá nhiều áp bức từ Vua Cá Coi. Nếu kiện thì ra tòa tôi sẽ tung nhiều bằng chứng hơn. Tôi là ca sĩ, tôi biết còn sự nghiệp và ca sĩ thì phải giữ hình tượng trong sạch, không scandal. Nhưng tôi phải tự đấu tranh với bản thân mình để không để người ta nắm thóp. Thời gian qua, cuộc tình của ca sĩ Hà Thanh Xuân và doanh nhân Thắng Ngô nhận nhiều ý kiến trái chiều, từ lúc hai người công khai yêu nhau cho đến khi cưới. Trước đó, vào tháng 5, hôn lễ của cặp đôi này được tổ chức trầm trộ khiến showbiz Việt xôn xao. Thế nhưng, chỉ vài tháng sau khi về chung một nhà, có nhiều tin đồn cho rằng tình cảm của cặp đôi có dấu hiệu rạn nứt, nguyên nhân bắt nguồn từ việc cặp đôi xóa nhiều hình ảnh chung, đồng thời hủy kết bạn với nhau trên mạng xã hội. Đáng chú ý, ngày 10 tháng 9, nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân đã chia sẻ trên trang cá nhân dòng trạng thái khá dài, tiết lộ những điều bất ngờ về hôn nhân của cô và Vua Cá Coi. Nói về cuộc hôn nhân của mình với doanh nhân Thắng Ngô, nữ ca sĩ cho biết cả hai chưa từng đăng ký kết hôn, thậm chí sau hôn lễ, cô gặp nhiều vấn đề khúc mắc đến mức gần như trầm cảm. Nữ ca sĩ chia sẻ, hôm nay Xuân xin phép đăng status để những người quan tâm và yêu thương mình không còn hoài nghi hay lăng tăng về cuộc sống hôn nhân của Xuân nữa. Trước đây và đến bây giờ Xuân chưa từng đăng ký kết hôn. Sau 2 tháng quen biết và gặp gỡ anh Thắng, do sự mong muốn của hai gia đình và hai người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ màu hồng, đám cưới đã diễn ra nhanh chóng, đúng như nhận định của cả nhà. Sau lễ cưới ấy, Xuân gần như trầm cảm và phải thu mình lại, không đọc bất cứ một bình luận nào trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ cũng nói về nguyên nhân kết thúc cuộc hôn nhân tưởng như màu hồng sau đám cưới. Sau đó một thời gian ngắn, cả hai phát sinh nhiều vấn đề và không phù hợp trong mọi tư tưởng. Xuân sống một mình trong gần một năm qua, và hôm nay Xuân dùng hết sự bình tĩnh để đăng thông tin này. Xuân chính thức chấm dứt mối quan hệ này và trở lại cuộc sống độc thân. Nữ ca sĩ Hà Thanh Xuân chia sẻ trên trang cá nhân.
Thắng Ngô đáp trả khi được khuyên phải lấy thêm vài người đẹp nữa. Sau khi Hà Thanh Xuân tuyên bố đã chia tay, cuộc sống của vua cá coi Thắng Ngô được cư dân mạng quan tâm, bỏ qua ồn ào liên quan đến cuộc sống hôn nhân. Nam doanh nhân hiện tại tìm niềm vui trong công việc và chăm chỉ tập luyện để có được vóc dáng cơ bắp săn chắc ở tuổi U50. Chồng cũ Hà Thanh Xuân được khen ngày càng phong độ. Dưới những động thái mới trên trang cá nhân, nhiều dân mạng tương tác và Thắng Ngô cẩn thận hồi đáp. Khi có một tài khoản khen Thắng Ngô, phong độ lắm bạn, tướng này thì phải lấy thêm vài em đẹp nữa. Ngay lập tức, nam doanh nhân có động thái dứt khoát, mình không có nhu cầu. Điều này cho thấy nam doanh nhân chưa nghĩ đến mối quan hệ mới sau cuộc tình chóng vánh với Hà Thanh Xuân. Doanh nhân Thắng Ngô và ca sĩ Hà Thanh Xuân cưới nhau vào tháng 5 năm 2022. Cuộc hôn nhân của cặp đôi nhận nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Không ít người dèm pha mỉa mai Thắng Ngô khi giàu sang lại đổi vợ. Ngược lại, Hà Thanh Xuân bị nghi là người thứ ba chen vào cuộc tình của Thắng Ngô với vợ cũ. Sau khi Hà Thanh Xuân thông báo đường ai nấy đi với Thắng Ngô, mọi động thái của cả hai vẫn luôn là tâm điểm của sự chú ý. Chiều mùng 3 tháng 10, Thắng Ngô có bài đăng mới, vài lời tâm sự, có gì không phải mọi người hỉ xả và bỏ qua bằng tình yêu thương vốn có hoặc đang tiềm ẩn bên trong của mình nhé. Thắng Ngô đăng tải đoạn video kéo dài 40 phút nêu ra quan điểm, góc nhìn của bản thân. Hôm nay tôi làm video này không phải vì mục đích trần tình hay là chứng minh cho bất kể ai. Tôi chỉ nói ra những tâm tư của mình trên cương vị một người cha. Đời sống riêng tư của tôi chẳng có gì phải nói. Đó là cuộc sống riêng của mỗi con người. Thắng Ngô cũng thẳng thắn đáp trả khi bị chỉ trích, phản bội Sở Khanh. Những người nói tôi có căm phẫn, ghét bình luận thì thực ra tôi không có suy nghĩ nhiều. Đó là cảm xúc mà. Cuộc đời con người không ai như ai cả. Chúng ta đều có những nỗi lòng, những vết thương mà không tự giải tỏa được. Khi nhân vật phản diện xuất hiện là tôi thì các bạn chút giận lên tôi. Điều đó cũng không có gì là lạ. Tôi thấy có nhiều bạn nam có thể dùng từ đàn ông vào chửi mắng tôi là một thằng phản bội, coi như là khốn nạn Sở Khanh các loại. Chúng ta là đàn ông mà, các bạn có thể nghĩ tôi xấu như thế nào cũng được, nhưng khi chúng ta nói như vậy nó kỳ lắm. Nếu khi nói như vậy, giá trị các bạn được nâng lên, làm cho các bạn tốt hơn, sảng khoái lên, làm điều tốt cho bản thân, gia đình, xã hội thì tôi sẵn sàng chấp nhận. Còn tôi nghĩ là không đâu, khó lắm vì chúng ta có suy nghĩ cực đoan trong đầu rồi, cuộc đời khó tươi đẹp lắm. Tháng 4 năm 2022, Thắng Ngô cầu hôn Hà Thanh Xuân, cả hai cưới nhau vào tháng 5 sau đó, cũng là dịp sinh nhật nữ ca sĩ. Từ khi công khai chuyện tình cảm, câu chuyện về Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân được bàn tán rôm rả trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Nguyên do vì trước đó, Thắng Ngô xuất hiện trên một chương trình truyền hình và gây xúc động khi dành nhiều lời ngôn tình cho vợ. Thời điểm Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân quen nhau là lúc anh và vợ cũ đã đồng thuận ly hôn. Nhiều ý kiến chỉ trích Thắng Ngô bội bạc vì chỉ sau một thời gian ngắn ly hôn với vợ cũ, anh đã nhanh chóng cưới Hà Thanh Xuân. Chen vào cuộc tình giữa Thắng Ngô và vợ cũ, Hà Thanh Xuân còn bị ném đá, phải khóa tính năng bình luận trên fanpage và ẩn luôn trang cá nhân suốt thời gian dài. Hà Thanh Xuân xác nhận đã chia tay Thắng Ngô vào chiều 10 tháng 9 vừa qua. Sau một thời gian ngắn cạnh nhau, cả hai phát sinh nhiều vấn đề không phù hợp trong tư tưởng. Xuân sống một mình gần một năm qua và hôm nay Xuân dùng hết sự bình tĩnh để có thể đăng thông tin này. Xuân chính thức chấm dứt mối quan hệ này và trở lại cuộc sống độc thân. Hà Thanh Xuân chia sẻ. Hà Thanh Xuân cho biết cô và Thắng Ngô chưa đăng ký kết hôn nên không cần phải ly hôn. Cả hai tổ chức đám cưới khi quen nhau được 2 tháng. Sau khi về chung một nhà, Hà Thanh Xuân gặp áp lực từ mạng xã hội và nhận thấy nhiều điều chưa hòa hợp. Vì vậy cô đã sống một mình gần một năm qua. Vua cá coi Thắng Ngô lên tiếng về tin đồn phá sản, phản bội vợ. Mới đây, vua cá coi Thắng Ngô đăng tải đoạn clip 43 phút đề cập đến chuyện đời tư bị bêu diếu bằng những thông tin sai lệch. Vì vậy, Thắng Ngô lên tiếng với mong muốn chấm dứt chuỗi thị phi. Nam doanh nhân tâm sự, như các bạn đã biết, trong suốt hơn một năm vừa qua, sau khi đám cưới của tôi diễn ra, có rất nhiều sự kiện xuất hiện, tạo ra một dư luận rất xấu trên mạng xã hội. Tôi vô tình trở thành một nhân vật phản diện tệ hại. Hình ảnh của tôi trên mạng là một người đàn ông xấu xa với những mặt tồi tệ nhất, một người chồng phản bội, một người cha vô trách nhiệm. Thắng Ngô cho biết mỗi người có một môi trường sống khác nhau, được giáo dục bằng những cách khác nhau, có những nhận thức khác nhau. Vì thế không có ai là hoàn hảo. Khi chúng ta đưa ra nhận xét về một ai đó, đó chỉ là nhận xét ở một thời điểm nhất định. Người xấu chưa chắc mãi mãi là xấu, người tốt chưa chắc mãi mãi là tốt. Tự dưng trong mắt công chúng tôi trở thành một người tệ như vậy. Tôi sốc lắm và cảm thấy thật kinh khủng nhưng phải cố vượt qua. Vua cá coi bày tỏ. Anh cho biết bản thân làm video này không vì mục đích giải thích hay chứng minh cho bất kỳ ai, mà chỉ muốn nói lên tâm tư của mình trên cương vị một người cha. Phủ nhận những thông tin sai lệch, Thắng Ngô cho biết anh là người chồng hết lòng chăm sóc vợ cũ, thời điểm hai người vẫn là vợ chồng. Anh cũng khẳng định bản thân hết mực yêu thương và bảo bọc con cái. Đặc biệt, nam doanh nhân khẳng định cuộc đời của anh chỉ có một cô con gái duy nhất này. Vì cuộc hôn nhân với Hà Thanh Xuân, vua cá coi cho biết anh không chia sẻ vì đây là chuyện riêng tư.
Có nhiều trang mạng, bài báo lá cải đưa tin tôi phá sản, quay sang kinh doanh cá coi rồi trở nên giàu có. Điều này là sai sự thật. Tôi khẳng định tôi không phá sản. Thời điểm đó tôi chỉ tạm gác lại vì có lý do. Tôi cũng chưa bao giờ kiếm tiền từ cá coi. Đó chỉ là niềm đam mê của tôi. Doanh nhân 7X nhấn mạnh. Thời gian qua, hình ảnh Thắng Ngô bị xuyên tạc trên mạng xã hội. Con gái anh cũng nhận về nhiều phản ứng tiêu cực. Những bình luận lời lẽ, nặng nề, cô bé còn bị ảnh hưởng tâm sinh lý, muốn nghỉ học. Điều này khiến Thắng Ngô bức xúc. Tôi nghĩ những gì là nghiệp tôi phải trả, tôi chấp nhận. Bây giờ tôi mong muốn con gái mình không bị tác động bởi những thông tin xấu và độc hại. Tôi mong các bạn tập trung vào những việc có ích hơn. Vì dù cho các bạn có chửi mắng đi nữa, thì tôi vẫn là tôi. Tôi mong đây là lần cuối cùng tôi nói về ồn ào này. Mong các bạn bỏ qua. Nam doanh nhân cho biết, anh hy vọng bản thân sẽ sớm trở lại với công việc. Thắng Ngô sinh năm 1975, từng tham gia chương trình Siêu Trí Tuệ Việt Nam và được nhờ tới với biệt danh Vua Cá Coi. Bên cạnh đó, anh còn được biết tới qua đám cưới với ca sĩ Hà Thanh Xuân. Ngày 10 tháng 9, Hà Thanh Xuân đăng tải bài viết dài trên trang cá nhân thông báo việc cô đã quay trở lại cuộc sống độc thân. Về phần mình, Thắng Ngô không xác nhận chuyện chia tay, mà chỉ chia sẻ công việc và đời sống thường ngày.